chú đi đi. Và đây là nhà sàn Hoàng tử Nhím. Năm ngoái chúng tôi ra thì chưa có gì. Năm nay ra đã có một cái công trình. Thợ vẫn đang làm. Khung cảnh nhà sàn nổi bật nhờ mấy cái hàng me. Nói là giữ được mấy cái hàng me tuyệt vời. Chào các anh nhá. Năm nay quay trở lại đã có một công trình đúng không? Cái nhà sàn này ông chủ phải cất công ra tận miền Trung đấy để mua về để dựng. Khách từ thành phố Hồ Chí Minh cuối tuần ra đây trải nghiệm ở nhà sàn. Cũng đã đón rất nhiều khách từ thành phố Hồ Chí Minh ra. Và đây là sát nhà sàn là rừng đước. Rừng đước và cây me. Đã. Vâng. Lên review tí. Đây bác giới thiệu luôn cái phòng. Rồi. Đây là phòng đây là căn phòng riêng dành cho những khách có nhu cầu ở riêng tư, gọi là có thể gọi là phòng VIP được. Riêng tư ở đây có những cái không gian riêng tư. Đấy. Mở cửa ra là nhìn thấy cây lá xung quanh, cây lá thiên nhiên xung quanh bốn bề. Em đang có thể nằm đây tắm nghỉ ngơi thư giãn ở giữa cái bốn bề thiên nhiên như thế này, cực kỳ yên tĩnh. Đấy. Mục tiêu là muốn mang lại cho những cái người đến đây những cái trải nghiệm rất là đặc biệt, sống chậm rồi mà gần gũi với thiên nhiên, gần gũi với thiên nhiên, sống chậm và chữa lành, đến đây có thể thư giãn trị bệnh rồi đấy. Không gian bốn bề thiên nhiên cây lá, thiên nhiên cây lá, mở cửa sổ ra là thấy coi như rừng nước rồi. Đây là một cái không gian nhỏ. Thế còn ở ngoài này là một cái không gian lớn dành cho các cái tập thể hoặc là những cái hộ gia đình đến đây. Ở đây thì có thể chứa được sức chứa chừng độ khoảng 30 người cho các cái đoàn đến đây, để ví dụ như các cái nhóm bạn bè, các gia đình, các nhóm gia đình hoặc là các cái công ty, các cái đơn vị. Không gian này có thể ngồi đây để ngồi ngắm cảnh cánh đồng muối. Cánh đồng muối trước mặt. Chỗ này ngồi cà phê sáng rồi. Ngồi đây, ánh nắng ban mai. Ngồi đây những người ngồi thiền có thể ở đây. Thì tới đây sẽ xây dựng các cái khóa thiền dành cho các những cái người
muốn tránh xa cái ồn ào của đô thị. Có những cái ngày thực sự là thư giãn dành riêng cho mình, người ta gọi là du lịch chữa lành đấy. Những cái ồn ào, những stress, rồi là những cái va vấp vào đời sống xã hội thì về đây nó có một cái cuộc sống rất là yên bình, hồi phục nhanh. Mình chỉ ra đây có mấy tháng nên bây giờ tất cả những cái bệnh của mình, của cá nhân mình là hầu như bây giờ không còn. Bệnh gút này, mỡ máu này, suy thận này, tiểu đường này, những cái căn bệnh cơ bản này, thoát vị đĩa đệm, tất cả những cái đó sau khi sau 6 tháng ở đây thì bây giờ đi kiểm tra lại thì đã hoàn toàn không còn cái dấu hiệu gì của những cái bệnh này. Mình hoàn toàn không dùng thuốc, cái lúc ra đây nó không dùng thuốc. Còn trước đây là dùng là những cái bệnh mãn, ví dụ gút này, bệnh tiểu đường này, rồi suy thận này, thì đấy là những cái bệnh mãn mà trước đây là uống thuốc hàng tháng đấy, tháng nào cũng uống. Nhưng bây giờ thì sau những cái kiểm tra xét nghiệm thì những cái dấu hiệu ấy là nó đã hầu như không còn cái dấu vết. Ra đây là ăn uống lành mạnh. Xem là Dũng là bị gút đấy, gút thì ra đây là ra đây chữa trị. Ở đây có một cô hàng xóm ở đây, tức là người ở bên Nhơn Trạch, Đồng Nai, nhưng cô sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Cô ấy bán bảo hiểm. Tức là vì cái va chạm cái đời sống ở trong thành phố là cô bị bệnh viêm phổi rất là nặng, ô nhiễm mà, thế là rất là nặng. Đến lúc cô lấy chồng ở đây về thì sau 2 tháng lấy chồng và ở môi trường này thì về kiểm tra cũng hết. Cũng hết cái bệnh phổi. Cái bệnh ở đây ngoài không gian này thì nó là những cánh đồng muối, sông rạch. Ở đây một cái ấp nhỏ chỉ có 900 dân thôi, chưa đến 1.000 dân, nhưng mà nằm trong cả một cái vùng hơn 13.000 hecta, nằm trong vùng lõi của khu bảo tồn khu dự trữ sinh quyển thế giới. Đấy. Thế là chỉ có sông rạch và cây. Thế và ăn uống ở đây thì là những cái đồ thức tự nhiên và nó không hề có cái ô nhiễm gì. Khói bụi đấy các bạn thấy là không có tiếng ồn, không có khói bụi. Thế xung quanh là đồng muối thì chính cái không gian muối nó cũng là một cái khử trùng. Đúng. Nó là sát khuẩn rồi. Chưa kể là mỗi người thì chỉ có vài trăm mét vuông để riêng tư thôi, để sống thôi, nhưng được thừa hưởng mười mấy ngàn cái hecta ở cái diện tích của cái ấp này tự nhiên, trong một cái vùng hơn 30.000 hecta, gần 40.000 hecta của cả cái khu dự trữ sinh quyển thế giới Cần Giờ này. Đấy. Thì đấy là cái điều mà phải nói là tuyệt vời, rất là đáng quý đối với thành phố Hồ Chí Minh. Mà từ đây về thành phố Hồ Chí Minh là từ cái căn nhà này đi về thành phố Hồ Chí Minh, đi qua sông này, qua Vỏ Lãi này, qua ô tô này, qua phà này, đi về thành phố nữa. Thì ví dụ như ở đây tôi từ đây tôi về Phú Mỹ Hưng ở quận 7, tôi đi từ căn nhà này đến nhà tôi ở bên quận 7 là chỉ có 1 tiếng rưỡi. Đấy, thời gian rất là ngắn, đi các cái phương tiện. Hoặc về quận 1 nếu đi thẳng cái đường cano thì chỉ có 1 tiếng này. Đi thẳng từ đây về bến Bạch Đằng ở quận 1 chỉ có 1 tiếng này. Đấy là những cái điều mà không, mọi người không ngờ được là ở thành phố Hồ Chí Minh lại có một cái điểm như thế này. không ai biết được. Độc đáo. Và đặc biệt là khi mà thành phố Hồ Chí Minh quyết định xây dựng ở đây trở thành một cái điểm đến du lịch cộng đồng ấy, thì chỉ trong vòng chưa lâu, như các bạn biết đấy, các bạn sau 1 năm quay trở lại thì thấy nó đổi thay rất nhiều, nhưng đổi thay theo hướng tích cực chứ không phải là đổi thay để làm phá vỡ đi cái môi trường. Mọi người đây làm cộng đồng, ngày 28 tháng 12 năm 2022 thì tính đến nay thì mới có 6 tháng đó. Là thành phố công bố cái điểm đến 28 tháng 12, đến giờ thì mới được 6 tháng rồi. Thì người dân ở đây cũng đã bắt tay vào tham gia vào cái dự án phát triển du lịch cộng đồng của thành phố. Và thực sự là một nửa năm trước đây thì không ai biết Thiềng Liềng, rất ít người biết Thiềng Liềng, và tất cả các thông tin trên mạng xã hội cũng như báo chí cũng rất ít khi nhắc đến Thiềng Liềng, người ta không biết Thiềng Liềng đâu cả. Nhưng mà chỉ trong vòng 6 tháng thôi thì đấy, đến bây giờ riêng ở trên các cái báo chí chính thống ấy, báo lớn trung ương như báo Nhân Dân, Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, tất cả những cái thứ ấy, thì đã có hàng vài chục cái bài báo, các báo trung ương ấy, vài chục cái bài, rồi các cái phóng sự hình ảnh. Đấy, chưa kể là các cái bài viết của những cái người khách người ta du lịch trải nghiệm đến đây ấy, trong đó thì có các youtuber
rồi là TikToker, Facebooker, tất cả các thứ các bạn đến review ở vùng này thì những cái bài rồi là những cái sản phẩm của họ khi mà họ đến những cái trải nghiệm của họ thì cũng được cư dân mạng xã hội rồi là cực kỳ quan tâm. Có những cái bài, có những cái sản phẩm của bản TikToker vào đây mà đến hàng triệu lượt người xem ấy. Đấy, thì như thế. Phổ biến nhanh. Nó rất là nhanh. Đấy, tất nhiên là ở đây thì là cũng tương đối lựa chọn cái khách du lịch. Đấy, khách đến đây thì ngoài cái đối tượng mà thích đến để khám phá, trải nghiệm theo kiểu phượt, đấy là các đối tượng các bạn trẻ thì các bạn đến đây này, đến đây nghỉ dưỡng này, đối tượng nghỉ dưỡng, những cái người mà có cái đời sống cao cấp ở thành phố nhưng mà họ muốn thay đổi, muốn trở lại sống với những cái ký ức, sống với quá khứ, sống với cái môi trường mà chúng ta nông thôn Việt Nam đã từng có. Thế nhưng mà bây giờ vì cái phát triển xã hội nó đã biến mất rồi, thế bây giờ ta trở lại, ta được sống bằng những cái trải nghiệm này. Ví dụ như cái tuổi của tôi thì tôi đến đây tôi sống thì tôi nghĩ là tôi được sống lại 50 năm trước. Đấy, 50 năm trước, cái lúc mà mình còn bé, mình còn mấy tuổi thì mình cũng đã được sống trong cái bối cảnh như thế này, môi trường thế này, làng quê mình. Nhưng bây giờ thì không còn nữa. Đấy, thì có những cái đối tượng như vậy, họ đến đây để họ trải nghiệm sống lại với cái ký ức, sống lại với cái quá khứ của mình. Không gian hoài niệm. Thì đấy là một đối tượng khách. Còn đối tượng thứ hai nữa là những cái người mà đến đây để thư giãn, trị bệnh. Còn ngoài ra thì ở đây cũng có thể là làm cái không gian rất là tuyệt vời cho các bạn ưa thích các cái hoạt động trải nghiệm, ví dụ khám phá rừng này, khám phá sông rạch này, rồi cho con trẻ xuống đây có thể là mò cua, bắt ốc đấy, để làm tập làm muối với diêm dân. Thế rồi rồi các hoạt động sông nước, bơi thuyền, cây ắc, rồi chèo súp, tất cả những cái thứ đấy là rồi bơi lội trên sông. Sông ở đây rất sạch. Đấy, hệ thống thủy triều lên xuống, nước lên xuống rất sạch. Đấy, và cũng rất là hiền hòa để cho mọi người có cái trải nghiệm như thế. Rất tuyệt vời.